Khi đồng minh tháo chạy, phần thứ tư. Tổng thống Nixon là người muốn thành công ở lĩnh vực ngoại giao, nên muốn tập trung chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ vào tòa Bạch Ốc, chứ không giao cho ngoại trưởng như Tổng thống Eisenhower đã giao cho ông John Foster Dulles. Và như vậy cũng rất khôn ngoan, quyền lực và danh vọng của một vị tổng thống thực ra chỉ được biểu lộ trong lĩnh vực đối ngoại. Truman thả bom nguyên tử ở Hiroshima, Kennedy cho chiến hạm trực chỉ Cuba, ép Khrushchev gỡ hỏa tiễn về, và ngày nay ông Bush cha thả bom Baghdad, bắt Iraq rút khỏi Kuwait. Ông Bush con đánh đuổi Taliban và Al-Qaeda khỏi Kabul, rồi chiếm Iraq, lại bắt được Saddam Hussein trốn trong hầm. Ngay chính bản thân Nixon, khi làm phó tổng thống cho Eisenhower, cũng chỉ nổi tiếng về vụ Kitchen Debate, đốt chát với Khrushchev ở trong một khu trưng bày đồ gia dụng nhà bếp tại hội chợ quốc tế ở Moscow. Bây giờ lên đài, Nixon phải sáng chói, cũng chỉ trong lĩnh vực ngoại giao thôi, vì trong thời hiện đại, có tổng thống Mỹ nào nổi tiếng về vấn đề nội trị đâu. Nền kinh tế Mỹ như cái máy tự động, khổng lồ, chỉ làm sao đừng bị lạm phát, giữ thất nghiệp cho thấp là tốt rồi, đâu có làm phép lạ được. Xã hội thì đã có nề nếp, luật pháp thì đã thành khuôn, chắc như đinh đóng cột, khó mà làm được gì nổi bật trong địa hạt chính sách đối nội. Ngược lại chỉ thấy nhức đầu, tăng thuế cũng bị chửi, giảm thuế cũng bị la. Tổng thống Johnson đã hái được nhiều thành quả trong nước, đặc biệt là đã để ý tới vấn đề xóa đói giảm nghèo, công bình xã hội, nhưng lại thất bại về mặt ngoại giao là chiến tranh Việt Nam, nên rồi cũng chẳng đi đến đâu. Hiện giờ, 2005, Tổng thống George Bush vừa thắng nhiệm kỳ 2. Ông đặt ưu tiên cho chính sách đối nội là sửa đổi lại hệ thống an ninh xã hội, nhưng rồi cũng sẽ gặp nhiều chống đối. Và dù đa số ở Quốc hội là Cộng hòa, ông cũng sẽ phải đi đến thỏa hiệp nếu muốn thành công. Và sau cùng thì kết quả về chiến tranh Iraq cũng vẫn là yếu tố quan trọng xác định địa vị của ông trong lịch sử. Công cụ của quyền hành. Hiểu rõ nhu cầu của Nixon cần có thành quả ngoại giao, Kissinger lại có trong tay một cơ hội bằng vàng, đó là quyền điều khiển toàn bộ nhân viên làm việc cho Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông liền đưa ra một đề nghị để Nixon cho phép ông sửa đổi nó lại theo ý ông. NSC được thành lập từ 1947 để giúp Tổng thống điều họp các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia. Về thực chất nó rất lỏng lẻo. Tôi còn nhớ từ khi du học ở Mỹ, dù là dưới thời Eisenhower, Kennedy hay Johnson, mỗi khi truyền hình chiếu những biến cố ngoại giao quan trọng vào phần tin buổi chiều, thì đều thấy Ngoại trưởng hoặc Tổng trưởng Quốc phòng lên trình bày. Bây giờ được Nixon ủng hộ, Kissinger sắp xếp lại để nó trở thành một công cụ tập trung quyền hành. Guồng máy NSC được sửa lại thì giống như cái máy sàng lọc. Mọi hồ sơ phải qua đây thì mới tới được bằng giấy tổng thống. Ba cơ quan ngoại giao, quốc phòng, CIA có trách nhiệm phải nộp cho NSC các đề nghị về những giải pháp được cân nhắc kỹ lưỡng. Dựa theo đó, nhân viên làm việc tại NSC phải trình bày cho tổng thống những lựa chọn và hậu quả về mỗi giải pháp và cho từng vấn đề. Sự sắp xếp lại NSC cho phép Kissinger đóng hai vai trò, một là người điều họp tập trung các phân tích, đề nghị của các bộ về lĩnh vực an ninh, hay là làm cố vấn cho Tổng thống về ngoại giao. Là người điều họp, ông có quyền sàng lọc, thâu tóm các đề nghị. Quyền sàng lọc là quyền vô cùng quan trọng. Những điểm gì mình không thích hay không đồng ý thì có thể làm nhẹ đi, giảm tầm quan trọng của nó xuống hay chỉ nói phớt qua thôi. Ảnh hưởng của cố vấn cũng lợi hại. Có nửa ly rượu, nói đầy nửa ly cũng đúng, hay vơi nửa ly cũng đúng, kiểu nào cũng được, miễn là gần kề tổng thống. Bộ Ngoại giao đã hết sức bất mãn cho rằng Kissinger đã độc quyền hóa lĩnh vực ngoại giao, nắm trọn vẹn quyền hạn, đến nỗi một bộ lớn với 12.000 nhân viên mà chỉ còn vai trò sắp xếp giấy tờ hồ sơ. Nghị sĩ Stuart Symington còn bàn thêm rằng Kissinger đã thực sự là ngoại trưởng,
trừ cái tên đó thôi. Tài nghệ ông phụ tá. Ngoài tài ba về chính trị, ông Kissinger lại có tài hùng biện, rất khéo chơi chữ để nói quanh co. Chúng tôi còn nhớ có đọc một bài báo nói về điểm này và cho là Kissinger có nghệ thuật làm sao không nói sự thật mà lại không là nói dối. Ông H.R. Heltman, động lý văn phòng cho Tổng thống Nixon, kể lại câu chuyện khôi hài về tài của Kissinger. Hồi tháng 12 năm 72, chính Kissinger là người đề nghị Nixon ném bom Bắc Việt vì ông đã tuyên bố hòa bình đang trong tầm tay. Hai tháng trước đấy mà bây giờ, theo như ông nói, Hà Nội đã bội ước. Thế mà làm sao nhà báo James Reston lại viết trên tờ New York Times trái ngược lại? Không thấy Kissinger nói gì công khai về vụ thả bom Bắc Việt cả. Một hành động mà không hồ nghi gì là chính ông ta đã phản bội. Nixon phẫn nộ, chỉ thị Heltman tìm hiểu xem Henry làm cái trò gì. Khi Heltman hỏi, Kissinger đã chối phát là ông đã chẳng nói với bất cứ ai về vụ thả bom. Ông quả quyết, tôi không cho ông Reston cuộc phỏng vấn nào cả. Sau đó, Heltman cho điều tra kỹ lưỡng và thấy rõ ràng là Kissinger đã nói chuyện với Reston. Quay lại cật vấn ông ta, Heltman hỏi, ông nói với chúng tôi là ông đã không cho Reston cuộc phỏng vấn nào, mà thế là sự thật ông đã nói hết với ông này. Đúng, nhưng đó chỉ là qua điện thoại, Kissinger trả lời. Heltman bình luận, vâng, chỉ là qua điện thoại thôi. Bất cứ học giả nào muốn xem nhà ngoại giao Henry giỏi đến cỡ nào thì nên phỏng vấn tất cả những người đã làm việc với ông tại tòa Bạch Ốc. Cứ xem cách ông chơi chữ trong các văn bản, cách đối đáp, biện luận từ những cuộc thương thuyết tới hồi ký hay họp báo, ta cũng thấy rõ cái tài năng này. Sau đây là vài thí dụ, như sẽ thuật lại trong chương 11 về cuộc họp báo của Kissinger sau Hiệp định Paris. Hỏi, có nghị định nào đã được thỏa thuận với miền Nam không? Đáp, không có sự thông cảm, bí mật nào hết. Đúng, Kissinger chỉ chối đi là không có sự thông cảm, hiểu ngầm, nào chứ đâu có chối là không có nghị định thư. Câu chuyện khác, có lần Tổng trưởng Quốc phòng Melvin Laird, người điều khiển chương trình Việt Nam hóa thời Nixon, khi được chúng tôi hỏi về chuyện, ông không biết gì đến những mật thư của Tổng thống Nixon gửi Tổng thống Thiệu, ông Laird trả lời, có lần tôi hỏi ông Kissinger tại sao không đưa cho tôi xem mấy lá thư đó, thì ông ta trả lời, ồ, đó chỉ là một vụ qua lại giữa tướng Hatch và Tổng thống Thiệu. Tướng Hatch có lui tới Dinh Độc Lập để trao đổi qua lại với ông Thiệu, nhưng thật ra ông chỉ là người đưa những bức thư do Kissinger thảo cho Nixon mà thôi. Rồi đây tôi nhớ tới câu chuyện Tiếu Lâm mà ta đã nghe lúc còn nhỏ về cậu bé láo lĩnh. Có cậu học trò đánh rắm trong lớp học, thầy đồ hỏi, chị Kiều đâu bậy? Lại thầy Cốc kêu. Ê, Cốc kêu sao thối? Lại thầy Cốc chết. Cốc chết sao kêu? Lại thầy hai con. Một biệt tài khác của Kissinger có tính cách quyến rũ, đó là luôn luôn nói với đối tác của mình trong các cuộc thương lượng rằng chỉ mình ông mới là người đứng về phía họ. Tổng thống Thiệu cũng như Ngoại trưởng Trần Văn Lắm thường hay nói chuyện về điểm này. Ở Paris, theo đại sứ Phạm Đăng Lâm, Kissinger lúc nào cũng muốn chứng tỏ ông là người ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa mạnh nhất trong chính phủ Nixon. Ký giả Marty Golan trong cuốn The Secret Conversation of Henry Kissinger còn nhớ như in rất rõ về đặc tính quyến rũ này của Kissinger. Trong một lần cuộc thương thuyết do Do Thái và các nước trong khối Ả Rập, ông luôn luôn nói với lãnh đạo Do Thái rằng chỉ có ông mới là đồng minh, là bạn của họ ở Washington. Đơn thương độc mã. Khi ra tranh cử, Nixon hứa là sẽ giải quyết chiến tranh Việt Nam trong danh dự. Kissinger biết bản tính của ông Nixon cũng rất là thực tế, đặt nặng quyền lợi chứ không phải là luân lý, ý thức hệ hay đạo đức. Bởi vậy ông bám chặt vào đó để thuyết phục Nixon cho ông làm sao thì làm, miễn có kết quả là được. Nixon đồng ý và trên thực tế đã trao toàn quyền giải quyết chiến tranh Việt Nam cho ông. Trong cuốn sách nổi tiếng Một Thế Giới Được Phục Hồi, một tập nghiên cứu về Metternich lúc còn ở Harvard, Kissinger có viết, chính khách phải hành động như thế
là trực giác của mình, đã là kinh nghiệm, như thể là khát vọng của mình đã là chân lý rồi. Metternich là một hoàng tử người Áo đã cùng với Lord Carteret, ngoại trưởng Anh, giúp sắp xếp lại trật tự ở Âu Châu. Sau khi Napoleon bại trận ở Nga vào mùa đông năm 1812, hai người này đã không ngần ngại dùng mọi đòn phép và làm mọi việc trong vòng bí mật để tới được mục đích. Tôi nghĩ lập luận như thế này thì không ổn trong thời hiện đại, nếu những chính trị gia của các cường quốc nắm quyền hành trong tay mà lại quá tự kiêu, làm mọi việc trong vòng bí mật và nghĩ rằng những khát vọng của mình đã là chân lý rồi thì thật là nguy hiểm cho thế giới. Đơn thân độc mã là bản tánh của Kissinger, và ông rất tự hào về điểm đó. Trong một cuộc phỏng vấn với nữ ký giả người Ý, bà Oriana Faslasi, ông giải thích rằng sở dĩ ông có sức mạnh là nhờ ở lối hành động một mình. Điểm chính là lúc nào tôi cũng hành động một mình. Người Mỹ thích cái đó vô cùng. Người Mỹ thích hình ảnh một gã chăn bò dẫn đầu một toán di dân, một mình trên yên ngựa, đi đầu, thủng thẳng tiến vào một tỉnh lỵ, một thị xã. Chỉ mình với ngựa thôi, không có gì khác. Có thể là không có cả súng nữa, là vì gã ta không cần bắn. Gã chỉ hành động bằng cách là ở đúng chỗ vào đúng lúc thế thôi. Nói gọn hơn, gã là một cao bồi. Để được Bộ Ngoại giao ra là hết bị vướng víu về bàn cãi, bất đồng ý kiến, thủ tục rườm rà quan liêu. Từ đó Kissinger lại có thể sắp xếp mọi chuyện. Đây là một cung cách thật lạ lùng. Nó rất là không Mỹ chút nào. Ở trong một nền dân chủ, tính chất minh bạch là điều cần thiết. Cái gì không trong sáng thì không thể kéo dài được lâu, không có tính cách bền vững. Ngoài ra, chính sách hay tập trung đều đòi hỏi phải có sự đồng thuận của số đông. Muốn vậy phải ngồi lại bàn bạc. Ba cái đầu phải to hơn một cái. Từ quản trị một công ty tới một hội, một nhà thờ, một trường tiểu học, bao giờ cũng có những buổi meeting để bàn cãi, bỏ phiếu, lấy quyết định. Làm sao một chuyện đại sự quốc gia có tới bốn tổng thống Mỹ dính vào mà Kissinger lại đòi giải quyết một mình? Ấy thế mà Nixon đã khoáng trắng miền Nam cho ông. Ông Jin Sonoda, cố vấn cho Bộ Ngoại giao Nhật, cũng đã phải phàn nàn. Công tác ngoại giao trong một thế giới phức tạp như ngày nay là một công việc quá lớn lao để giao cho một người tự mình hành động. 3 tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Nixon cho Kissinger sang Moscow tranh thủ sự giúp đỡ của Nga Xô để lập thêm một ngã thương thuyết riêng biệt tách rời khỏi hòa đàm Paris. Kissinger gặp Ngoại trưởng Nga và trao cho ông ta một thông điệp. Tổng thống Nixon sẵn sàng thăm dò những con đường khác ngoài khung cảnh đàm phán hiện tại. Điều đáng mong muốn là những người thương thuyết phía Hoa Kỳ và Bắc Việt có thể gặp nhau tách biệt ra khỏi khuôn khổ hòa đàm Paris để bàn về những nguyên tắc tổng quát cho một giải pháp. Nếu những người thương thuyết đặc biệt của hai bên Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có thể đi đến một hiệp định trên nguyên tắc, thì vấn đề đàm phán cuối cùng về kỹ thuật sẽ được trao lại cho hòa đàm Paris. Dĩ nhiên là Gromyko vui lòng giúp và Kissinger đã thành công trong việc lập ra một hòa đàm sau hậu trường do chính ông điều khiển. Ngày 23 tháng 7 năm 1969, nhân dịp phi thuyền Apollo của Mỹ vừa thành công lên cung trăng và sắp đáp xuống Thái Bình Dương, Tổng thống Nixon bay sang Guam để mừng và bắt đầu chuyến công du Á Châu, gồm Philippines, Indonesia, Thái Lan, Nam Việt Nam, India, Pakistan, Romania và Anh Quốc. Nixon thuật lại, chuyến đi đã cho một cơ hội hoàn toàn ngụy trang cho Kissinger gặp gỡ với phía Bắc Việt. Kissinger được sắp xếp cho đi Paris bề ngoài là để trình bày cho quan chức Pháp kết quả chuyến đi của tôi, nhưng đang khi đó ông ta sẽ gặp ông Xuân Thủy. Ông Xuân Thủy là đại diện của Bắc Việt tại hòa đàm Paris, được biết về chuyến đi này. Tổng thống Thiệu có mời Nixon ghé thăm Sài Gòn để làm một cử tri ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, dường như để đền đáp công ơn của ông Thiệu trong kỳ bầu cử. Tổng thống Nixon đã quyết định vào giờ chót là sẽ viếng thăm Dinh Độc Lập với Kissinger tháp tùng. Trong phiên họp làm việc, ông Nixon chỉ nói tới những khó khăn trong nước mà ông đang gặp phải. Ông Thiệu kể lại, ông yêu cầu tôi tiếp tay và nói, hãy giúp chúng tôi để chúng tôi giúp các ông.
Và tôi đáp, chúng tôi sẽ giúp ông để ông giúp chúng tôi. Tuy nhiên, Nixon vẫn khẳng định lại lập trường rút quân trên căn bản song phương. Cả quân đội Hoa Kỳ lẫn quân đội Bắc Việt đều rút, và lịch trình rút quân còn tùy vào khả năng tự vệ, cũng như mức độ viện trợ quân sự và kinh tế cho miền Nam. Sau khi nâng ly sâm banh chúc tụng cho Việt Nam Cộng Hòa, các động cơ trực thăng bắt đầu nổ, cánh quạt quay ầm ầm mỗi lúc một nhanh, như để khẳng định lại một lần nữa sức mạnh và sự hiện diện của Hoa Kỳ tại miền Nam. Ông Thiệu tới đưa Tổng thống Nixon và ông Kissinger ra bãi phi cơ đậu trên cỏ trước Dinh Độc Lập. Mỉm cười một mình, ông giơ tay vẫy chào tạm biệt lúc chiếc trực thăng của Tổng thống Hoa Kỳ bốc thẳng bay nhanh về hướng Bắc, lướt qua những mái nhà đỏ của thành phố. Ngày hôm đó, 30 tháng 7 năm 1969, Nixon đã không hề tiết lộ cho ông Thiệu biết rằng, ngay sau khi từ biệt, Kissinger đã trực trị qua Paris để gặp gỡ phái đoàn Bắc Việt. Và từ giờ phút đó cho tới 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4, tức là trong gần 2/3 thời gian của đệ nhị Cộng Hòa, Kissinger đã một mình thao túng chính sách Hoa Kỳ về Việt Nam. Trong cương vị đó, ông đã có những hành động gian dối với đồng minh, giấu giếm quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ, như được chứng minh trong cuốn sách này. Gần đây năm 2001, một nhà báo, ông Christopher Hitchens, đã viết cuốn sách tựa đề Xét xử Henry Kissinger, đem ra đầy đủ bằng chứng dựa trên những tài liệu mới được giải mật về những sự lạm dụng quyền hành và những hành động thiếu lương tâm mà Kissinger đã hành xử đối với các nước đồng minh. Ngoài các nước Đông Dương, còn có Chile, Bangladesh, Santiago, Nicosia và East Timor. Đối với miền Nam, có thể là ông đã hối hận phần nào, nên 5 năm sau ngày miền Nam sụp đổ, vào đầu năm 1980, ông có viết một thư riêng cho Tổng thống Thiệu. Tôi không trông đợi sẽ thuyết phục được ngài, ít nhất tôi có thể cố gắng xin ngài tin tưởng ở lòng hối hận và kính trọng vẫn còn của tôi. Củ cà rốt và cây gậy. Một chiếc máy bay hao hao giống loại Jetstar Lockheed cất cánh từ phi trường Bremen gần Frankfurt bên Đức. Chỉ vài phút sau nó đã biến mất. Trên thật cao, anh phi công hướng về phía sông Seine với tốc độ tối đa. Chẳng mấy lúc đã thấy Paris nằm ngay dưới. Máy bay giảm cao độ, đáp xuống Villa Cowplay, một phi trường nằm thoi thoải khoảng 9 dặm phía tây nam. Hạ cánh rồi phi công không lái thẳng vào ga, lại từ từ tiến về một địa điểm thật xa, ở ngoại góc phi trường. Tới chỗ đậu một chiếc Citroen DS21 màu đen áp vào, vội bốc khách rồi phóng đi thật nhanh. Trên đường, máy phát sóng từ trong xe gửi mật mã cho quarterback, điệp viên 007 đi công tác. Không, Kissinger đi mật đàm. Tới nơi ông đã báo cáo thẳng về cho Tổng thống Nixon, mật hiệu người tiền vệ. Sáng sớm chủ nhật, mọi người ở thủ đô Hoa Kỳ còn an giấc. Kissinger đã tới phi trường quân sự Andrew, cách đó không xa. Ông bước nhanh lên một chiếc C-135 không mang số, không bảng hiệu, rồi ngã lưng nghỉ ngơi. Chỉ 6 giờ sau là đã tới Bremen rồi. Đây là một phi trường quân sự được canh gác cẩn mật. Cũng giống như Valley Cowplay, chiếc Citroen chở ông về Joyce Leroy, một khu trung lưu ngoại thành Paris, lần vào biệt thự nhỏ màu trắng, kính cổng cao tường hoàn toàn yên lặng. Sau vài giờ, ông lại đi xe khác tới một biệt thự rộng lớn hơn, đó là nhà của phái đoàn Bắc Việt, cùng khu Joyce Leroy. Họp xong, Kissinger bay ngược lại theo đúng tuyến cũ. Và từ lúc ông rời Washington tới khi trở về chỉ khoảng 27 giờ, người tài xế thân tín chở ông thẳng tới văn phòng làm việc. Nhân viên tòa Bạch Ốc hay tòa đại sứ Mỹ ở Paris chẳng ai hay biết gì. Gần 2 năm rưỡi sau, mọi người mới chân hẳn. Từ tháng 8 năm 69, Kissinger đã họp kín với phía Bắc Việt tại Paris 12 lần rồi. Lại một chuyện bất ngờ thứ hai về ngoại giao, bất ngờ đầu tiên được tiết lộ vào tháng 7 năm 71 là Kissinger đã bí mật đi Bắc Kinh nhiều lần, dàn xếp mọi chuyện, dẫn đến chuyến viếng thăm của Nixon sang Trung Quốc. Chuyến đi được ấn định vào ngày 21 tới 28 tháng 2, báo chí liền gọi Kissinger là James Bond, và ông rất thích,
để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm ngày 25 tháng Giêng năm 72, Tổng thống Nixon đã lên truyền hình tiết lộ những cuộc họp của Kissinger ở Paris và đồng thời đọc bài diễn văn quan trọng công bố một giải pháp hòa bình toàn diện về Việt Nam. Trước hôm đó, Đại sứ Bunker đã đến Dinh Độc Lập trao cho Tổng thống Thiệu một bản sao bài diễn văn của Tổng thống Nixon, yêu cầu ông tán thành và bình luận. Theo ông Hoàng Đức Nhã, Bí thư Tổng thống Thiệu, đây là lần đầu tiên phía Việt Nam Cộng Hòa được biết chi tiết những buổi họp kín giữa Kissinger với Bắc Việt và được biết các kế hoạch của Nixon. Làm thế nào để tháo gỡ? Để giải quyết chiến tranh Việt Nam, Mỹ muốn áp dụng giải pháp song hành, một mặt thì đàm phán với Bắc Việt về giải pháp quân sự, và mặt kia để cho hai bên Sài Gòn và Hà Nội thương thuyết với nhau một giải pháp chính trị. Về đàm phán, cứ cho hòa đàm Paris mố may bên ngoài, bên trong đã có Kissinger dàn xếp bí mật, đến khi nào có kết quả mới công bố, như vậy nó sẽ huy hoàng trực trở biết bao. Từ khi hay tin ông Nixon đi Bắc Kinh, ông Thiệu hết sức e ngại. Ông biết rằng Mỹ vào miền Nam Việt Nam là để ngăn chặn làn sóng đỏ từ Trung Cộng tràn lan tới các nước khác. Đó là theo học thuyết Domino từ thời Eisenhower. Nếu để miền Nam sụp đổ thì những quốc gia khác tại Đông Nam Á cũng đổ theo như những con bài Domino. Bây giờ Nixon sắp đi Bắc Kinh bắt tay với Mao Trạch Đông, thì liệu miền Nam có còn là tiền đồn của thế giới tự do nữa không? Ông Thiệu thông báo sự lo ngại của Việt Nam Cộng Hòa cho phía Mỹ và Tổng thống Nixon đã trấn an ngay. White House, ngày 31 tháng 12 năm 71. Thưa Tổng thống, vào lúc tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi Bắc Kinh để gặp và nói chuyện với lãnh đạo nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Quốc, tôi muốn chia sẻ với ngài những tư tưởng của tôi về các cuộc đàm đạo tại đó. Ngài có thể chắc chắn tuyệt đối rằng tôi sẽ không đi tới một thỏa thuận nào tại Bắc Kinh nếu nó phương hại tới các quốc gia khác hoặc về những vấn đề có liên hệ tới các nước khác. Ngài có thể tiếp tục tin cậy vào sự yểm trợ của Hoa Kỳ trong những nỗ lực của ngài hầu đem lại hòa bình cho Việt Nam và xây dựng nền thịnh vượng mới cho nhân dân Việt Nam. Trân trọng, ký Nixon. Vấn đề rút quân song phương ra khỏi miền Nam, cả quân đội Hoa Kỳ lẫn Bắc Việt là vấn đề quan trọng nhất đối với Việt Nam Cộng Hòa và là vấn đề chính yếu tại hòa đàm Paris, như đã được phân tích trong cuốn Hồ sơ mật Dinh Độc Lập. Sau đây là tóm tắt những bước chính của tiến trình thương thuyết về điểm này. Thời Tổng thống Johnson, điều kiện rút quân mà Mỹ mang ra rất cứng rắn. Cả hai bên, Mỹ và Bắc Việt đều rút, và quân đội Bắc Việt rút 6 tháng trước khi Hoa Kỳ bắt đầu rút. Từ lập trường đó, khi Nixon mới lên tổng thống, Mỹ xuống thăng chút đỉnh, hai bên đều cùng rút đi một lượt giành quyền tự quyết cho nhân dân miền Nam. Sau cùng khi mật đàm kết thúc, quân đội Mỹ rút đi hết và rút đi trong vòng 60 ngày, quân đội Bắc Việt tiếp tục ở lại miền Nam. Đó là kết quả mật đàm của Henry Kissinger trên 3 năm trời với cái giá phải trả là thêm 15.000 mạng người Mỹ, 62 tỷ đô la và hàng trăm ngàn mạng sống người Việt Nam cùng với bao nhiêu tàn phá. Lập trường vững chắc của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa khải thủy được Nixon tuyên bố lúc hòa đàm Paris chính thức bắt đầu. Ngày 14 tháng 5 năm 69, Nixon lên truyền hình giải thích: "Chúng tôi đã gạt bỏ ra ngoài hoặc là việc rút lui khỏi Việt Nam một cách đơn phương, hoặc việc chấp nhận tại hòa đàm Paris bất cứ một giải pháp nào có tính cách như một thất bại ngụy trang, và đó là phát họa về một giải pháp mà chúng tôi muốn đàm phán ở Paris. Nguyên tắc căn bản của nó rất là đơn giản, triệt thoái song phương bất cứ quân đội nào không phải là quân đội miền Nam ra khỏi miền Nam Việt Nam và giành quyền tự quyết cho nhân dân miền Nam." Rồi ông lại còn đưa ra một thời biểu rút quân, giai đoạn đầu là 12 tháng, tới giai đoạn cuối cùng thì quân đội Hoa Kỳ và đồng minh, Đại Hàn, Úc, Đại Lợi, v.v. sẽ đi tới kết thúc việc rút quân khi số quân đội Bắc Việt còn lại được rút đi và trở về miền Bắc. Lập trường là như vậy và trước khi đi Bắc Kinh, Nixon còn hứa hẹn như trong thư trích dẫn trên đây, ngài có thể chắc chắn tuyệt đối rằng tôi sẽ không đi tới một thỏa thuận nào tại Bắc Kinh nếu có phương hại tới các quốc gia khác.
Thế nhưng, theo chính Nixon viết lại, trong những ngày viếng thăm Trung Quốc từ 21 tới 28 tháng 2 năm 72, ông đã nói với Chu Ân Lai, giả sử như tôi có thể ngồi đối diện với bất cứ ai là người lãnh đạo Bắc Việt, và giá như hai bên có thể thương thuyết một cuộc ngưng bắn và trả lại tù binh cho chúng tôi, thì tất cả quân đội Mỹ sẽ được triệt thoái khỏi Việt Nam trong vòng 6 tháng kể từ ngày đó. Như vậy, Nixon đã tiết lộ rõ ràng là Hoa Kỳ muốn rút quân khỏi Việt Nam để chỉ đổi lấy việc thả tù binh và một cuộc ngưng bắn. Theo các tài liệu thương thuyết mới được giải mật thì ngay từ năm 71, trước cả khi Nixon đi Trung Quốc, một cuộc họp với Chu Ân Lai ngày 9 tháng 7, Kissinger cũng đã tiết lộ với ông Chu rằng Hoa Kỳ sẽ đơn phương rút khỏi miền Nam. Đi sau lưng thì như vậy mà vừa đi Bắc Kinh trở về Washington, ông Nixon lại tiếp tục trấn an ông Thiệu. Thưa Tổng thống, xin ngài yên tâm rằng tôi sẽ làm mọi việc trong quyền hạn của tôi để cho những hy sinh to lớn của hai dân tộc Việt và Mỹ sẽ không thành vô ích. Chúng tôi đã không thương lượng điều gì đằng sau lưng những người bạn của Hoa Kỳ và đã không có sự thay đổi chắc bí mật nào hết. Thế nhưng tại mật đàm Paris, từng bước một, Hoa Kỳ đã đi tới chỗ nhượng bộ hoàn toàn, chỉ có Mỹ phải rút hết quân và rút trong 60 ngày. Bình luận về điểm này, ông Thiệu nói với ký giả của tạp chí Đức vào cuối năm 1979. Điều mà Kissinger và chính phủ Hoa Kỳ hồi đó thực sự muốn là rút lui càng mau càng tốt và mang được tù binh của Mỹ về. Họ chỉ muốn phủi tay cho xong mọi chuyện rồi ù té chạy. Tuy nhiên, trong lúc phủi tay như thế, họ lại không muốn bị nhân dân Việt Nam và thế giới buộc tội là đã bỏ rơi chúng tôi, đó là tình trạng khó xử của họ. Vào thời điểm đó, Bắc Việt đã mang thêm một số quân lớn vào miền Nam, cho nên tới khi kết thúc đàm phán, sự có mặt của quân đội Bắc Việt tại miền Nam rất hùng hậu. Tướng Jack Tammy, tư lệnh đầu tiên có bộ tư lệnh viện trợ quân sự cho Việt Nam, và là người theo dõi tình hình cả quân sự lẫn chính trị tại miền Nam cho tới giờ phút chót, đã ước tính cán cân lực lượng hai bên vào lúc ký hiệp định Paris. Ông cho biết số quân đội chủ lực của Bắc Việt tại miền Nam đã lên tới 176.000, chưa kể các đơn vị phòng không, số này được đồn trú như sau. Quân khu 1 có 4 sư đoàn 304-324B, sư đoàn 2 711 và khoảng 6 trung đoàn biệt lập. Quân khu 2, 3 sư đoàn F-10-320, sư đoàn 3 và 3 trung đoàn biệt lập. Quân khu 3, 3 sư đoàn 5-7-9 và khoảng 6 trung đoàn biệt lập. Quân khu 4, sư đoàn 1 và 9 trung đoàn có mặt trận giải phóng miền Nam. Đối diện với số này, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tuy rất đông, những 1.200.000, nhưng số quân tác chiến lại thực sự chỉ có khoảng 200.000, tức là 1/6 của tổng số. Còn lại chỉ là địa phương quân nghĩa quân và những đơn vị tiếp vận yểm trợ, quân đội chiến đấu được trải ra như sau. Quân khu 1, sư đoàn dù, thủy quân lục chiến, các sư đoàn 123, lữ đoàn thiết giáp 1 và 6 tiểu đoàn biệt động quân. Quân khu 2, các sư đoàn 22-23, lữ đoàn thiết giáp 2 và 18 tiểu đoàn biệt động quân. Quân khu 3, các sư đoàn 5-18-25, lữ đoàn thiết giáp 3 và 9 tiểu đoàn biệt động quân. Quân khu 4, các sư đoàn 79-21, lữ đoàn thiết giáp 4 và 12 tiểu đoàn biệt động quân. Về số quân chủ lực thì coi như ngang nhau, nhưng quân đội Bắc Việt có hai cái lợi. Thứ nhất là đóng rải rác khắp nơi như những đốm da beo, đòi hỏi quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải dàn mỏng ra khắp lãnh thổ có một biên giới gần 700 dặm để tự bảo vệ. Thứ hai là họ có thể chủ động trong việc chọn lựa địa điểm và thời điểm để tập trung tấn công, và như vậy, khả năng tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa rất là mong manh. Phần thứ tư đến đây đã chấm dứt, xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ năm.